HB shop thay cho các bạn, để các bạn có thêm công việc làm nha. Ví dụ như đơn giản là photo thôi thì chị đầu tiên để mà làm photo được thì các bạn phải thực hành nha. Chúng ta phải thực hành sắp giấy và chia ra bộ bấm lại. Công việc rất đơn giản nhưng mà nó cần cho các bạn là đòi hỏi cái thời gian và sự kiên nhẫn. Đây, giấy ra, bấm lại, sắp xếp. Công việc nó đơn giản như vậy nhưng mà có bạn làm được hay không? Có nhiều bạn nói tôi học đại học, tôi là có trình độ, nhưng mà những công việc đơn giản như thế này chúng ta không làm được thì cái tư duy nó như thế nào này? Đây chỉ đơn giản sắp và bấm. Ví dụ như có người chúng ta phô vài trăm bộ thì thời gian của chúng ta đứng và bấm cái này có thể lên tới 2-3 tiếng đồng hồ nha. Thì các bạn có kiên nhẫn để đứng bấm được như vậy không? Như vậy nó rất là đơn giản và nhàn, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. À, bấm vài trăm bộ. Thì để các bạn bấm được cái gì xong, đây là bước căn bản thôi. Để mà sắp xếp bộ giấy bấm. À, bước kế tiếp là các bạn có thể nghiên cứu để mà chúng ta làm những chuyện khác nữa. Ví dụ như trong quá trình làm nó phát sinh nhiều vấn đề từ máy photo hoặc là máy in thì phải sửa và phải làm nó như thế nào nha. Ví dụ trong quá trình khô mà nó bị kẹt giấy thì các bạn phải làm sao đó. Ví dụ đang khô mà nó báo lỗi thì các bạn phải làm sao. Đang khô mà nó tự tắt thì các bạn phải làm sao. Trong quá trình sử dụng á thì máy móc nó hao mòn nha, máy móc nó hao mòn, nó hư đi thì các bạn phải sửa như thế nào và linh kiện phải nhập từ đâu đó, để làm cho máy của mình nó vận động trở lại. Công việc các bạn nghĩ là nó đơn giản nhưng mà thật sự nó không đơn giản đâu nha. Bây giờ mỗi một tờ như thế này thì cái giá của nó rất là mềm nha các bạn. Thì các bạn xem coi mình có làm được hay không. À, định hướng cho bản thân mình đi. Những công việc đơn giản như thế này mà cần thêm một ít vốn nữa thì chúng ta có thể tự lập một năm được rồi. Và cố gắng làm. Các bạn thành công, các bạn nghiên cứu thử nha.